Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nè. Rồi, nay lên tiếp cho anh em một cái con Mitsubishi GM132 nghe anh em ha. Thì con này về còn xăng nổ luôn. Cái công tắc không biết nó có vấn đề gì nhưng mà tắt không được nè. Vậy anh em mình coi chỉnh sửa lại giùm em nha. Rồi, lóc máy bắt đầu cũng in da băng luôn anh em. Rồi, số máy là 01264107 nha. Đó, series máy nha anh em ha. Bơm ốc án rồi vàng khè luôn nè. Đó anh em thấy ha. À, ốc là còn vàng luôn ha. Vính vàng ính nha anh em, đẹp lắm đẹp luôn. Rồi 132 Mitsubishi, con này thì 4 ngựa anh em ha. 4 ngựa, tua là 4.000 tua nhanh. Đó anh em mình chạy giỏi cũng được nha. Tháo ra, đó, nắp cò đẹp can xà beng luôn. Rồi con này về còn xăng nổ luôn. À, ghen ống hút xả nó là 60 nha. Đó, về còn xăng nổ luôn. Chưa vệ sinh nha. Đó, chế này chưa có vệ sinh nha anh em ha. Công tắc đó ấy sao rồi, về mình chỉnh công tắc lại giùm em. Đó, tắt le đi. Rồi, còn xăng nổ luôn anh em. À, rồi con này bán cho anh em là 2.300.000 thôi ha. 2.300.000 chuyển khoản đủ bao ship cho anh em luôn nè. Con này ha, 2.300.000 chuyển khoản đủ bao ship cho anh em nha. Cọc em 300.000 ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha anh em.